Mỗi lần em không qua được cửa ải, chị đều chỉ em phải làm thế nào, thay em nghĩ cách. À, Cố Nhật Quân, sao anh... Tại sao anh lại ở đây vậy hả? Con là Tiêu Tinh, cuối cùng cũng gặp được ba rồi. Mới nãy con với chú Tiểu Chích muốn cho mẹ một bất ngờ, không ngờ là mẹ lại dẫn ba tới đây. Bạn của con nói ba không phải ở nước ngoài. Thật ra là con không có ba. Có thời gian không? Cùng nhau ăn bữa cơm. Hẹn ăn cơm hả? Anh Hưng à, lần này em sẽ làm long trọng một chút, như là làm ở sân vận động hay là phòng hội nghị, hoặc là... Làm cái đầu cậu đó. Lần trước bắt cậu ăn hết một tô lớn vẫn chưa đủ hả? Lần này phạt cậu chạy quanh sân thể dục. Rốt cuộc uống cà phê hay không vậy? Cà phê sữa không đường, là đồng nghiệp của em nói vậy. Theo tôi qua đây. Tôi đã nói là không có thời gian rồi mà. Nhưng anh có thời gian. Lúc nãy anh đã đi thăm mẹ anh rồi. Anh rảnh cả ngày, có thể đợi em tan ca. Thích đợi thì đợi. Đang theo đuổi một cô y tá tên của cổ là Cổ Tịnh Tuyên đó gì. Dưới sức hấp dẫn của anh Hưng thì con tin rằng dì sẽ được bồng cháo nhanh chóng thôi. Trong thời gian ở bệnh viện thì xe lăn có thể sử dụng miễn phí, nhưng mà ăn chay và dưỡng sinh thì không cần đâu, cái đó ăn không ngon. Gần đây bà có còn triệu chứng cao huyết áp hay không? Có, bà ấy giống bị cao huyết áp đó. Vậy theo tôi qua đó điền mẫu, tôi sẽ giúp bà làm hồ sơ. Dạ được, cảm ơn. Chăm chỉ. Không phải nói đi ăn cơm sao? Đi thôi.
sắp đói chết rồi nè. Được, em đi thay đồ đi, anh đợi ở đây. Nào, ăn một miếng lớn nào. Tiêu Tinh tự mình ăn có được không? Đây nè. Mẹ ăn không? Được thôi. Ngon lắm. Cho mẹ nè. Được. Ba ăn đi. Ăn đi, mau ăn đi ba. Không muốn ăn nữa. Hai cho con ăn đi. Có phải ba và mẹ chia tay quá lâu nên thấy không quen không ta? Mình phải nghĩ cách giúp họ gần gũi hơn mới được. Tô này cho em, chắc là ăn được rồi đó. Thơm quá à. Ngon lắm. Công việc của em vất vả như vậy, chỉ ăn mì thôi thì có đủ không? Anh không biết là khi đói quá lâu thì được ăn thứ mình thích nhất là cách trị liệu tinh thần hiệu quả nhất hay sao? Ăn từ từ thôi. Cho em luôn phần anh nè. Trước đây cô hộ lý có việc riêng của họ, nhưng bây giờ mọi người đều gộp chung y tá với hộ lý, nên không được ăn cơm là chuyện nhỏ. Ngày nào có ca trực thì tới khi chân mỏi muốn gãy mới phát hiện ra cả ngày mình chưa được ngồi. Giống tiếp tân của công ty Bách Hóa vậy. Như vậy có thể chịu được sao? Nên rất nhiều y tá đều có vấn đề về dạ dày. Hơn nữa áp lực lại rất lớn, hết cách rồi. Anh xin lỗi, trước đây anh không hề biết là y tá, ý anh là hộ lý lại cực khổ như vậy. Nếu không trước đó anh đã không... Đã không thế nào hả? Không đánh người hay là đánh nhẹ lại một chút? Ý anh là anh sẽ kêu anh em không được tới bệnh viện này khám bệnh. Anh có chuyện quan trọng phải xử lý, không ăn cùng em được. Anh sẽ gọi cho em sau ha. Là ý gì đây? Đùa giỡn với mình hả? Con lại thực hiện được một điều ước rồi. Là điều ước gì vậy? Lúc trước mỗi lần con đi qua công viên đều thấy ngưỡng mộ người khác. Có thể một bên nắm tay ba, một bên nắm tay mẹ, cùng nhau chơi xích đu. Cuối cùng bây giờ con cũng có thể thực hiện rồi. Chơi xích đu hả? Bây giờ trò xích đu lỗi thời rồi. Chúng ta chơi trò bay xa bay cao có được không nào? Ở đây đâu có máy bay đâu. Có. Nào, con đưa gấu bông cho mẹ cầm đi hả? Nào, bây giờ nhắm mắt lại đi nào. Không được nhìn lén đó. Đúng rồi, nhắm lại. Bắt đầu bay thôi nha. Bay thôi, một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, năm vòng. Ngừng. Máy bay sắp cất cánh rồi. Lên nào. Bay cao lên nào. Nhảy lên nào. Cao lên nữa nào. Được rồi. Hạ cánh nè. Chơi có vui không? Giống máy bay lắm đó ba. Được rồi. Ba giúp cho hai mẹ con chụp tấm hình nha. Được hả? Được rồi, chụp hình thôi nào. Con có muốn ôm gấu bông không? Được rồi, chụp hình nha. Đứng yên nào. Đúng rồi. Nhìn bên này. Đúng rồi, chỗ này. Chuẩn bị nha. Nhìn bên này. Bắt đầu chụp nha. Trời ơi, sao lại bắt tôi, buông tôi ra.
Sao lại chụp lén chứ? Tôi không có chụp anh, tôi chụp phong cảnh chứ bộ. Bỏ ra tôi nhìn thấy mà. Mẹ ơi, không có mà. Tiêu Tinh đừng qua đó. Buông ra. Mẹ ơi. Em không sao chứ? Không sao, chỉ là trật chân chút thôi à. Con xin lỗi mẹ. Mẹ có sao không? Không có sao đâu Tiêu Tinh. Mẹ đi từ từ là được rồi ha. Không sao đâu. Được rồi, anh cõng em ha. Không cần mà, em tự đi được rồi. Cộng với bé chọn đi. Không muốn. Ấy, anh đang làm cái gì vậy Cổ Nhật Quân hả? Cổ Nhật Quân, nè, khó coi quá, thả em xuống đi. Nè, không cho cổng, không cho bế, vậy thì chỉ có cách vác lên xe thôi. Mau thả em xuống đi Cổ Nhật Quân. Ba ơi, con với mẹ ai nặng hơn vậy ba? Đương nhiên là con nặng hơn rồi. Ai cứ buổi sáng con ăn nhiều như vậy chứ. Xem chút nữa đè bẹp ba luôn rồi. Cổ Nhật Quân, thả em xuống đi. Ba của tôi đó có bảnh không? Ừ, bảnh lắm, bảnh lắm. Người ta đang cười kia kìa, ai cũng cười hết đó. Em cứ ở yên trên đó đi. Cổ Nhạc Quân. Chân bị trật rồi, không được mang giày cao gót, vậy mới không bị sưng lên. Tôi giúp cô chùm đá nha. Ờ, tôi tự làm được rồi. À, đợi chồng đá xong mới có thể giúp cho cô xoa thuốc. À, biết rồi. Tiêu Chính nói là hộp đêm đã xảy ra chuyện rồi. Vậy mau đi thôi. Nhưng mà chân của cô. Không sao. Thay đôi giày khác đi. Đi nhanh lên. Tổng giám đốc, tổng giám đốc, khách dùng ma túy bị đưa tới sở cảnh sát rồi. Hàng cũng đã xác thực là do họ tự mang vào. Cảnh sát còn đang thu thập chứng cứ. Đi thôi. Tôi chích rồi. Tôi ra ngoài gọi điện thoại. Các người vào trước đi nha. Được. Tôi là người phụ trách hộp đêm này Ngô Bình An. Ma túy là do khách tự mang đến. Chúng tôi đã liệt họ vào danh sách đen, cho nên chuyện này không liên quan đến Nghĩa Thanh chúng tôi. Không cần phải thanh minh sớm như vậy. Chúng tôi đã hỏi từng người rồi. Những người khách bị bắt quả tang có ma túy ở trong người này, tất cả bọn họ đều thừa nhận là mua từ người của tập đoàn Nghĩa Thanh các người. Hắc Tiêu, chuyện này là sao hả? Tổng giám đốc, phó tổng, tôi bị quan mà. Thật sự không phải tôi đâu. Đây là thông tin giao dịch của một người khách. Các người hãy tự xem đây là ai. Không phải, không phải là tôi. Nhất định là điện thoại của tôi bị hack rồi. Chuyện mà lão đại cấm làm, cho dù em có gan trời em cũng không dám làm đâu mà. Cậu nói cái gì vậy? Cả hộp đêm này đều bị cậu làm cho âm u đầy chướng khí rồi. Cậu cũng quá lú lẫn rồi. Lúc trước thủ hạ của cậu là A Cẩu là nội gián, giờ cả cậu cũng phản bội nữa. Nếu cảnh sát các anh đã có chứng cứ, vậy thì các anh cứ đưa cậu ta đến đồn cảnh sát. Có chuyện gì thì cứ làm sáng tỏ, đừng làm bẩn danh danh của Nghĩa Thanh chúng tôi. Được rồi, nhanh lên đi thôi. Tổng giám đốc à, tôi thật sự bị oan mà. Tổng giám đốc, cô phải tin tôi. Tôi bị oan mà. Tôi không có làm gì hết. Thả tôi ra. Thả tôi ra đi. Thả tôi ra. Tôi không có làm gì hết.
có tin tức gì hay không? Gần đây đang theo dõi tập đoàn Nghĩa Thanh. Bọn họ đang hạn chế hoạt động của bọn đàn em. Gần đây đang có một dự án đầu tư vào khu nghỉ dưỡng, có khả năng sẽ xung đột với Tống Phú Hùng. Ngoài ra vẫn chưa tìm được chứng cứ phạm tội khác. Danh xưng nữ sát thủ Ngô Bình An không phải là hư danh. Mấy năm gần đây, tuy là cô ta nói đã chuyển nghề, nhưng tôi không tin cô ta có thể ngay lập tức đổi đen thành trắng. Nếu không cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn của A Cẩu. Cô phát hiện ra Ngô Bình An có hành động gì khác thường hay không? Tôi tên là Ngô Bình Phạm, là em gái của Ngô Bình An. Chỉ là sự tồn tại của tôi, không có ai biết hết. Lúc tôi còn nhỏ đã bị mẹ đưa sang nước ngoài sống, cho tới lúc chị tôi bị tai nạn hôn mê mới bị mẹ gọi quay về thay thế chị ấy làm lão đại của Nghĩa Thanh. Nếu bây giờ cảnh sát biết Ngô Bình An hôn mê, có thể sẽ thực hiện cuộc càn quét lớn. Dù gì cũng không được làm liên lụy đến hình phạm vô tội. Trước mắt vẫn chưa có chứng cứ phạm tội xác thực nào, mình vẫn phải nằm dùng âm thầm điều tra đường dây ma túy của bọn đàn em. Sau khi Ngô Bình An bị tai nạn xe thì họ cũng hạn chế hoạt động hơn, hành động không manh động bằng lúc trước. Hơn nữa thời gian tôi ở trong Nghĩa Thanh vẫn chưa lâu, nên vẫn chưa chính thức điều hành công việc được. Đợi tôi thu thập được bằng chứng xác thực sẽ lập tức báo cáo với ông. Trong cảnh đội đã có không ít người thấy nghi ngờ đơn từ chức đột ngột của cậu. Nếu cánh cửa phòng bị quân Nghĩa Thanh khó phá dở như vậy, hay là cậu nghĩ xem có nên rút lui trước khi dấn sâu vào hay không? Tôi vẫn chưa muốn rút lui. Hôm qua bắt được đường dây mua bán ma túy, tôi vẫn muốn điều tra rõ ràng nguồn gốc của đường dây này. Vậy thì cậu phải chú ý dành đường lui, đừng có đi quá sâu. Tôi còn phải ăn nói với ba của cậu nữa. Thật sự là điện thoại đã bị hack, nhưng bên phía cảnh sát cũng không làm lớn chuyện này, nên cũng không làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của hộp đêm. Như vậy thì tốt. Nhưng hack tiêu đã hai lần liên tiếp để xảy ra chuyện, nên hôm qua tôi tới sở cảnh sát khai trừ cậu ta rồi, để chức quản lý hộp đêm cho A Lương phụ trách. Anh xử lý chuyện này rất là tốt, cắt đứt quan hệ, không để cho khách có cơ hội mang ma túy vào, không cho phép bất kỳ ai làm bẩn thanh danh của Nghĩa Thanh. Được, tôi sẽ theo sát chuyện này. Đúng rồi tổng giám đốc, chuyện của Hắc Tiêu làm tôi chợt nhớ ra có một chuyện vẫn chưa báo cáo với cô. Chuyện gì? Chính là chuyện cô kêu tôi điều tra người đàn ông thần bí đã cứu A Cẩu. Giờ mày giám sát ở gần bị ai hình như đã bị ai đó xóa sạch nên không tra cho nên không điều tra được. Không sao, không cần tra nữa. Cổ nhà quân, đưa tôi xem tài liệu anh xử lý như thế nào. Được rồi. Khách dùng ma túy bị đưa tới sở cảnh sát rồi. Tổng giám đốc, nếu không còn gì thì tôi đi trước đây. Tiểu Trích, ra ngoài với tôi một chút, tôi có chuyện muốn hỏi. Dạ anh Hưng. Sao chỗ này lại bị nhảy trang rồi? Hay là in thiếu? Cổ nhà quân, Cổ nhà quân. Tôi hỏi chỗ này sao bị nhảy trang. Lúc nãy cậu nói tổng giám đốc đã đánh nhau với một người đàn ông thần bí ở ngoài cảng, chuyện này là sao? Trước khi tổng giám đốc xảy ra chuyện, đàn em của Hắc Tiêu có một tên là nội gián của cảnh sát là A Cẩu bị chúng ta phát hiện. Khi tổng giám đốc định khai trừ hắn thì đột nhiên xuất hiện một người đàn ông đội mũ bảo hiểm đến cứu A Cẩu, còn giao đấu với tổng giám đốc, thân thủ của hắn rất tốt, còn đánh tổng giám đốc bị thương nữa. Chuyện xảy ra lúc tôi còn ở Thái Lan đúng không? Sau đó thì sao? Sau đó A Cẩu rơi xuống biển, người đó cũng nhảy xuống cứu hắn. Tiếp theo thì cảnh sát đến nên chúng tôi đành phải rút lui, vì vậy mà không thấy được mặt của hắn.
có người thân thủ giỏi vậy sao? Có thể đánh bị thương lão đại của Nghĩa Thanh. Hôm đó cậu có lái xe đi không? Dạ có. Anh Hưng, đúng là lão nhị của Nghĩa Thanh đầu óc sáng suốt hơn tôi. Sao anh có thể nghĩ đến camera trên xe có thể quay lại được tình huống lúc đó chứ? Vậy là tôi có thể ăn nói với tổng giám đốc được rồi. Cậu xem thân thủ của người này, thế công thủ đều quái lạ, sao có chút giống Cổ Nhạc Quân, phải không? Thân thủ của anh Nhạc Quân giỏi như vậy sao? Có phải là hắn hay không, trực tiếp họ sẽ biết thôi. Ủa, bác gái xuất viện rồi hả? Con trai bác không tới đón bác về sao? Bác sợ nó bận bịu không có thời gian. Dù sao bác cũng khỏe hơn nhiều rồi, xuất viện sớm một chút đỡ phải làm phiền nó. Nhưng đồ đạc nhiều như vậy một mình bác làm sao mang về được chứ? Bác hay là vậy đi, đúng lúc con cũng tan ca, con giúp bác mang về nhà hả? Không cần, không cần, bác xách được rồi mà. Bác là bệnh nhân mà con phụ trách, thấy bác về nhà an toàn con mới yên tâm được chứ. Để con giúp bác nha. Nè, đưa cho con. Thang máy tới rồi kìa bác. Cảm ơn con nha. Dạ không có gì. Được không đó? Dạ được mà. Thiệt ngại quá, còn phải lên một tầng nữa mới tới. Bác ơi, con trai bác dù gì cũng là phó tổng của tập đoàn Nghĩa Thanh mà. Tại sao lại không mua cho bác một căn nhà có thang máy cho tiện? Bác đã lớn tuổi rồi, lại còn phải leo thang bộ như vậy nữa. Là do bác không muốn đổi nhà thôi. Lúc Thiên Hưng nhỏ thì nhà bác rất nghèo, không có tiền để thuê nhà, thường hay bị chủ nhà đuổi tới đuổi lui. Đây là ngôi nhà đầu tiên mà Thiên Hưng mua cho bác từ lúc nó bắt đầu đi kiếm tiền. Tuy không phải là căn nhà cao cấp, nhưng là ngôi nhà đầu tiên mà hai mẹ con bác có được. Con xin lỗi bác, con thật sự không biết căn nhà này có ý nghĩa với bác như vậy. Thật ra Thiên Hưng nó rất hiếu thảo, nó luôn kêu bác dọn đến căn nhà lớn hơn có thang máy, nhưng bác không nỡ rời xa nơi này. Con được thấy Thiên Hưng ở ngoài, nó rất oai phong và có một đám người gọi là anh Hưng anh Hưng. Thật ra nó rất tốt, chỉ cần có ai đó đối tốt với nó thì nó sẽ ghi nhớ suốt đời. Vậy sao? Vậy nếu có ai đó lần đầu gặp mặt đã tát anh ta một cái đau điếng, anh ta có nhớ suốt đời hay không đây? Đây là nhà của bác nè. Dạ. Vào đi. Con vào trong đi. Con cảm ơn bác. Đừng có khách sáo như vậy mà. Đội trưởng, bên Nghĩa Thanh đã khai trừ tên dính dáng đến vụ buôn bán ma túy rồi. Đầu mối của chúng ta cũng đã bị đứt đoạn rồi. Không có gió thì không có sóng, nếu có đường dây mua thì chắc chắn sẽ không dừng. Các cậu cứ tiếp tục theo dõi chặt chẽ Nghĩa Thanh, biết không? Dạ rõ, đội trưởng. Đúng rồi, đội trưởng. Lần trước chúng tôi đi điều tra ở hộp đêm của Nghĩa Thanh, hình như tôi đã thấy Cổ Nhạc Quân ở trong đó. Hả? Bên ngoài có tin đồn rằng Cổ Nhạc Quân bây giờ là lính mới của Ngô Bình An, thậm chí còn ở chung nhà với cô ta nữa. Nếu như tin đồn này là thật, vậy thì tôi đã nhìn lầm anh ta rồi. Làm cảnh sát đàng hoàng không làm, lại đi đầu quân cho bọn hắc đạo. Về chuyện này tôi sẽ tiếp tục theo dõi, các cậu cứ làm việc của mình đi. Dạ rõ, đội trưởng. Tôi vẫn chưa muốn rút lui. Hôm qua bắt được đường dây mua bán ma túy, tôi muốn điều tra rõ ràng nguồn gốc của đường dây này.
Đường dây mua bán ma túy của Nghĩa Thành ngay cả cảnh đội cũng không tìm ra, Cổ Nhạc Quân thì có thể tìm ra được gì chứ? Cậu ta nhất quyết không chịu rút, chẳng lẽ đã bị trúng chiêu mỹ nhân kế à? Phó Tổng, anh triệu tập mọi người đến đây là có chuyện gì vậy? Mọi người đều biết trước đây không lâu, trong Nghĩa Thành chúng ta đã xuất hiện một con chuột lang. Chính là A Cẩu, đàn em của Hắc Tiêu. A Cẩu là nội gián của cảnh sát. Sau khi bị lão đại bắt được thì có người đến cứu hắn. Và cũng là tại đây, kẻ đó đánh nhau với lão đại. Tôi nghi ngờ kẻ này là cảnh sát. Hơn nữa, kẻ này đang ở trong Nghĩa Thành. Anh nói có cảnh sát trà trộn vào Nghĩa Thành của chúng ta? Không sai. Anh có chứng cứ không? Tất nhiên, nếu không tôi cũng không gọi mọi người đến đây. Đây là đoạn phim mà camera trên xe của Tiểu Trích quay lại được. Tôi là người này đội mũ bảo hiểm, không thấy được mặt. Nhưng thân thủ và cách ra quyền của hắn khó mà thay đổi. Mọi người nhìn kỹ đi, người này giống ai hả? Ý của Phó Tổng là tôi chính là gián điệp của cảnh sát sao? Anh không phải sao? Mọi người đều là người trong giang hồ, có phải là người đàn ông bí ẩn này hay không? Đánh dài đường là biết. Nãy nói gì hả? Dừng tay. Lão đại, không phải cô rất muốn biết hôm đó người đánh cô bị thương là ai sao? Bây giờ chỉ cần làm chút thực nghiệm. Cô cho tôi 3 phút đi, tôi sẽ vạch ra bộ mặt thật của con chuột này. Không dám nhận thử thách của anh Hưng. Đúng là anh chột dạ mà. Cái đồ nhát gan. Có giỏi thì đánh tay đôi đi. Đánh tay đôi đi. Đánh tay đôi đi. Phó Tổng, nếu anh muốn tìm tôi đấu tay đôi thì tôi sẽ chịu anh. Nhưng mà anh không cần phải đẩy cái tội danh này lên đầu của tôi như vậy chứ. Bớt nhiều lời, ra tay đi. Mình cần phải tránh sự chú ý của nhiều người, không được để lộ thân thủ. Chuyện này chỉ có thể kéo dài mà thôi. Tiểu Chính mau đuổi theo, không để cho hai người họ đánh nhau. Tổng giám đốc, không thấy nữa rồi. Mau đi tìm đi. Dạ. Chia nhau ra tìm. Cổ Nhạc Quân, Cổ Nhạc Quân, hạn sắp đến rồi, phiền thiệt đó. Đúng thiệt là. Cổ
Hồ Nhạc Quân, đừng qua đây. Anh Hưng, dừng xe. Được rồi. Anh Hưng, không sao chứ? Anh Hưng. Anh cũng thấy rồi đó, nếu như anh ta là nội gián thì anh nằm dưới bánh xe rồi còn ở đây nghi ngờ anh ta. Cho dù hắn có cứu tôi cũng không thể xóa được sự nghi ngờ của tôi với hắn ta. Cổ Nhạc Quân không phải là người ở trong đoạn phim, nhưng lão đại, tôi đã đánh nhau với người này nên tôi biết rất rõ. Tôi nói không phải là không phải. Trong các người ấy hiểu rõ tình hình hôm đó bằng tôi không? Bình An mà ngã xuống thì Triệu Thiên Hưng sẽ có cơ hội thâu tóm Nghĩa Thành. Chúng ta sẽ chống đỡ không nổi. Nếu như lần này không tìm được cách áp chế Triệu Thiên Hưng thì ngay cả địa vị của mình cũng không ngồi vững. Theo tôi qua đây. Anh Hưng, đi thôi. Hôm nay đúng lúc có đầy đủ anh em ở đây, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Tại sao anh năm lần bảy lượt công kích Cổ Nhà Quân? Trước là phái người đi phục kích anh ta, hôm nay lại đổ lỗi cho anh ta là có ý gì? Tôi không cho người phục kích anh ta. Nếu tôi muốn đối phó thì sẽ quang minh chính đại, một đối một. Tự nghe đi. Là sao mày tới đây? Là Triệu Thiên Hưng. Trước đây tôi đã nhắc nhở anh rồi, đừng có động vào Cổ Nhà Quân. Hình như anh để ngoài tai những lời tôi nói. Trong mắt anh tôi còn là lão đại hay không vậy? Tôi nói rồi, chuyện này không phải do tôi làm. Nếu lão đại không tin tôi thì tùy ý cô xử lý. Triệu Thiên Hưng tôi không có nửa lời kêu than. Chờ một chút. Lão đại, cô phải tin lão nhị. Anh Hưng trước giờ làm việc luôn quang minh lỗi lạc, lại rất nghe lời của cô. Cô đừng bị lời của bọn tiểu nhân đó làm ly gián mà. Im miệng đi. Chuyện của tôi với lão đại đến phiên cậu nói xen vào sao? Người phục kích tôi không phải là Phó Tổng. Tôi không cần anh cầu xin cho tôi. Tôi cũng chỉ nói điều tôi nghĩ thôi. Người của Nghĩa Thanh không thể nào gọi trực tiếp tên của anh, cho nên người tập kích tôi chắc chắn không phải là người quen thân với anh. Có người muốn đẩy tội cho anh đó. Tôi thật sự thấy anh không vừa mắt, rất muốn đuổi anh ra khỏi Nghĩa Thanh. Nhưng tôi cũng biết thân thủ của anh thế nào. Tìm một tên đàn em để giải quyết anh đúng là lãng phí thời gian. Muốn đánh tôi sẽ tự mình đánh. Tôi thực sự cũng nghĩ như vậy. Lão đại, một câu thôi, phải làm thế nào cô mới tin lòng trung thành của tôi? Ở bên trong có đạn hay không tôi không biết, phải xem thành ý của anh rồi.
Triệu Thiên Hưng sao lại chụp chung với nhiều đứa nhỏ như vậy chứ? Bác gái, bộ đây đều là con của anh ấy hết hay sao? Nè, cảm ơn. Đừng khách sáo, đây đều là con của những người đàn em cô Thiên Hưng. Có đứa thì mất ba, có đứa thì mẹ bỏ đi. Thiên Hưng đã chăm sóc chúng như chính con của mình vậy. Tiền lương của nó đa phần là để nuôi tụi nhỏ này. Vì Thiên Hưng không muốn chúng đi theo con đường của nó, cho nên chỉ cần bất kỳ đứa nào cầm bằng khen đến thì chắc chắn nó sẽ phát thưởng để cổ vũ cho chúng. Thật nhìn không ra tên đại ca giang hồ này cũng có mặt tốt. Cổ Nhạc Quân, anh muốn làm gì? Nếu lão đại không tin tôi, lão nhị không tin, vậy thì chúng ta sẽ cùng chứng minh. Anh nổ súng thì tay tôi cũng sẽ lủng một lỗ. Nào, anh nghĩ tôi không dám hả? Anh Hưng! Được rồi, bỏ súng xuống đi. Tôi đã nhìn ra được lòng trung thành của anh đối với Nghĩa Thành. Theo lão đại rồi thì chính là anh em cả đời. Dù cô muốn tôi giàu sinh ra tử hay là một súng bắn chết tôi cũng không oán trách một lời. Vì tôi tin cô sẽ chăm sóc tốt cho mẹ của tôi. Tôi tin tưởng anh. Anh mãi mãi là lão nhị của Nghĩa Thanh. Tôi tin anh. Cũng hy vọng anh sẽ giống như tôi tin tưởng Cổ Nhạc Quân, xem anh ấy như anh em của mình. Tôi sẽ nghe lời cô. Tôi sẽ không gây chuyện với anh ta nữa. Nhưng có thể làm anh em hay không phải xem biểu hiện của anh ta. Tại sao trước giờ cô đều bảo vệ cho tôi? Đây là sự tín nhiệm của tôi dành cho anh. Chỉ cần ngày nào anh còn ở bên cạnh tôi sẽ luôn tin tưởng anh. Hy vọng khi cô phát hiện ra thân phận của tôi, cô sẽ không buông tay tôi ra.